Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ pháp quyết định, những gì là 10, đó là quyết định sinh ra ở trong dòng dõi của Như Lai, quyết định trụ trong cảnh giới của chư Phật, quyết định biết rõ việc làm của Bồ Tát, quyết định an trụ các ba la mật quyết định được dự chúng hội như lai, quyết định hay hiển giống tánh như lai, quyết định an trụ lực của như lai, quyết định vào sâu Phật Bồ Đề, quyết định với tất cả như lai đồng một thân, quyết định chỗ trụ với tất cả như lai không hai, đó là mười. Phật tử, Đại Bồ Tát có mười thứ đạo sinh ra Phật Pháp, những gì là mười? đó là tùy thuận bạn lành là đạo sinh ra Phật Pháp vì đồng trồng căn lành, thâm tâm tin hiểu là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết tự tại của Phật, phát thệ nguyện lớn là đạo sinh ra Phật Pháp vì tâm đó rộng lớn, nhẫn căn lành của mình là đạo sinh ra Phật Pháp vì biết nghiệp chẳng mất tất cả kiếp tu hành không nhàm đủ là đạo sinh ra Phật Pháp vì hết thủa vị lai. A Tăng Kỳ thế giới đều thị hiện là đạo sinh ra Phật Pháp vì thành thục chúng sinh. Chẳng dứt hạnh Bồ Tát là đạo sinh ra Phật Pháp vì tăng trưởng đại bi, vô lượng tâm là đạo sinh ra Phật Pháp vì một niệm khắp tất cả cõi hư không thú thắng hạnh là đạo sinh ra Phật pháp vì gốc của sự tu hành không mất hoại, giống như lai là đạo sinh ra Phật pháp vì khiến cho tất cả chúng sinh thích phát Bồ đề tâm, dùng tất cả pháp lành nương nhờ giữ gìn, đó là 10. Nếu các Bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được danh hiệu Đại Trượng Phu. Phật tử đại Bồ tát có 10 danh hiệu Đại Trượng Phu, những gì là 10 đó là tên là Bồ đề Tát đỏa vì Bồ Đề trí sinh ra, tên là Ma Ha Tát đỏa, vì an trụ đại thừa, tên là Đệ nhất Tát đỏa, vì chứng pháp đệ nhất Tên là Thắng Tát Đòa vì Giác Ngộ Thắng Pháp. Tên là Tối Thắng Tát Đòa vì Trí Huệ Tối Thắng. Tên là Thượng Tát Đòa vì Khởi Thượng Tinh Tấn. Tên là Vô Thượng Tát Đòa vì Khai Thị Pháp Vô Thượng. Tên là Lực Tát Đòa vì Rộng Biết Mười Lực. Tên là Vô Đẳng Tát Đòa vì Thế Gian Không Gì Sánh Bằng. Tên là Bất Tư Nghì Tát Đòa vì Một Niệm Thành Phật. Đó là Mười. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ thành tựu đạo Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ đạo. Những gì là 10? Đó là một Đạo là Bồ Tát Đạo vì chẳng bỏ tâm Bồ Đề độc nhất 2. Đạo là Bồ Tát Đạo vì sinh ra trí huệ và phương tiện. 3. Đạo là Bồ Tát Đạo vì hành không, vô tướng, vô nguyện, chẳng chấp ba cõi. 4. Hạnh là Bồ Tát Đạo vì sám trừ nghiệp chướng tùy hỷ, phước đức. Cung kính tôn trọng khuyến thỉnh như lai, thiện xảo hồi hướng không ngừng nghỉ